Thưa quý vị và các bạn, luật giáo dục nghề nghiệp đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Nhưng trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn. Cụ thể, tại Điều 52 luật giáo dục nghề nghiệp đã quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa mấy mặn mà với công tác đào tạo, nên đã dẫn đến tình trạng trường dạy A nhưng doanh nghiệp lại cần B. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn còn đó những doanh nghiệp mặc dù đã có sự liên kết với nhà trường trong công tác đào tạo, nhưng cuối cùng vẫn không thể tuyển được lao động. Vậy nguyên nhân của tình trạng này nằm ở đâu? Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nên ngay từ năm 2004 cho đến nay, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đã chủ động phối hợp với gần 50 doanh nghiệp trong ngành tham gia vào quá trình đào tạo của trường với các hình thức, tham gia giảng dạy một số chuyên đề, góp ý xây dựng chương trình đào tạo, góp ý đổi mới phương pháp giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với sinh viên, nhận sinh viên vào thực tập làm việc tại doanh nghiệp. Với sự tham gia giảng dạy trực tiếp và đóng góp ý kiến của doanh nghiệp, chương trình đào tạo của nhà trường trở nên gần gũi hơn với thực tế. Ngoài ra, việc sinh viên khi tới doanh nghiệp làm việc đã giúp các em tích lũy kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện kỹ năng, gắn kết giữa lý thuyết với thực hành. Từ đó, chất lượng đào tạo được nâng cao, doanh nghiệp có thể tuyển chọn được đội ngũ nhân lực chất lượng cao theo mong muốn mà không mất thời gian đào tạo hoặc đào tạo lại, tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội. Hàng năm, nhà trường bao giờ cũng cử sinh viên xuống thực tế tại doanh nghiệp từ 3 đến 4 tháng. Tại cái thời gian này thì các em làm quen với tất cả các vị trí công việc và thực hành cái vị trí công việc của mình theo cái chương trình đào tạo mà chúng tôi đã thực thi, đã thực hiện. Và giảng viên của chúng tôi sẽ cùng đồng hành cùng với người học trong cái quá trình xuống doanh nghiệp thực tập để cập nhật tất cả những cái thông tin mà tất cả các sinh viên chúng tôi được học tập tại đây với doanh nghiệp, và chúng tôi có những cái điều chỉnh trong cái chương trình giáo trình, và sau cái kết quả mà 4 tháng thì các em về tự tin hơn với những phần kiến thức, kỹ năng mà được đào tạo tại nhà trường cũng đã được thực tế tại ngoài doanh nghiệp. Còn đối với doanh nghiệp, cái mối quan hệ hai chiều ở đây là doanh nghiệp cũng cử từ cấp trưởng bộ phận cho tới giám đốc bộ phận để xuống trao đổi, làm việc với giảng viên và trực tiếp nói chuyện với sinh viên, trao đổi những kinh nghiệm. Cho nên trong cái quá trình này thì chúng tôi cũng đã nhận được nhiều cái thuận lợi để mà thực thi luật giáo dục nghề nghiệp. Hiệu quả từ việc phối hợp với các doanh nghiệp đã giúp tỷ lệ sinh viên thuộc chuyên ngành du lịch ra trường có việc làm chiếm khoảng 98%. Thậm chí nhiều sinh viên đã được doanh nghiệp lựa chọn ngay trong quá trình thực tập do đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Thì trong suốt những năm vừa qua thì khách sạn Level cũng là một trong những địa chỉ có thể nói là sử dụng rất tốt cái nguồn nhân lực, cái sản phẩm đầu ra của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Dịch vụ Hải Phòng. Có thể nói là các bạn đáp ứng tương đối tốt tất cả những tiêu chí và yêu cầu dịch vụ trong ngành và khách sạn đã đề ra. Cụ thể là chúng tôi sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để một sinh viên ra trường có thể không phải biết là một ngành, tức là không thể chỉ biết về mỗi lễ tân mà còn thể biết về nhà hàng hoặc là các bộ phận liên quan. Nó dẫn đến cái việc là một sinh viên có thể làm được nhiều việc. Còn đối với công ty cổ phần trường Bình Minh, mặc dù đã kết hợp với nhà trường được 3 năm nay, nhưng trên thực tế, việc tuyển lao động cho ngành du lịch vẫn còn gặp khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn chính là cung và cầu chưa gặp được nhau. Là một đơn vị hàng đầu trong ngành du lịch của Cát Bà nói riêng, Hải Phòng nói chung, với một cơ sở hạ tầng tốt ở trên hải đảo bây giờ, thì chúng tôi đang hỗ trợ cho Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng và Trường Đại học Hải Phòng để cho các cháu học sinh có cái điều kiện thực tập ngay tại công ty, và đặc biệt là những cái mùa cao điểm, tạo cái điều kiện để các cháu có thể vừa học vừa làm và thực tập ở đây cộng với một cái mức lương ổn định. Điều mong muốn của công ty làm sao để cho các trường cao đẳng cũng như trường đại học cũng như sự hỗ trợ của thành phố để công ty có được một cái nguồn nhân lực chất lượng thực sự là cao, đáp ứng đúng với kỳ vọng và đúng với cái tiêu chuẩn và đúng với sự quy hoạch của thành phố. Nhìn chung, có được sự tương tác tốt với doanh nghiệp như vậy là do Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng là trường duy nhất đào tạo chuyên sâu về du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nên đáp ứng được tiêu chí của các doanh nghiệp. Ngoài ra, Hải Phòng là thành phố phát triển về du lịch, nên nhu cầu tuyển lao động trong ngành rất cao. Nhu cầu cần là thế, nhưng thực tế trường lại gặp khó khăn trong việc tuyển sinh. Cũng như Trường Cao đẳng Du lịch, Trường Cao đẳng Nghề Bách Nghệ
luôn xác định việc liên kết với các doanh nghiệp là một trong những điều kiện quan trọng để đào tạo ra đội ngũ nhân lực có tay nghề, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2014, nhà trường đã triển khai việc đào tạo nghề kết hợp với doanh nghiệp theo mô hình đào tạo của Đức. Và đến nay, nhà trường đã liên kết với khoảng 16 doanh nghiệp cả trong và ngoài thành phố. Lúc trước thì chúng tôi thực hiện nhiều với lại các doanh nghiệp Việt Nam mình, và đến hiện nay thì chúng tôi lại càng mở rộng ra với lại các doanh nghiệp nước ngoài. Việc đưa học sinh xuống thực tập thì có nhiều hình thức khác nhau. Thực tập của sinh viên không thể dùng trong một thời gian ngắn như là ngày xưa chúng ta đã làm, chỉ có một tháng hoặc là nửa tháng, mà học sinh của chúng tôi đi thực tập 3 tháng một năm. Chính vì lẽ đó cho nên học sinh khi ra trường thì ngoài kiến thức chuyên môn người ta học được ở nhà trường thì người ta có kiến thức thực tế tương đối tốt, và người ta cũng có những cái sự hiểu biết về cái nếp sống cũng như nề nếp làm việc ở trong các cái đơn vị chuyên môn mà người ta được học. Và cụ thể nhất là hiện nay là học sinh của chúng tôi đào tạo xong thì phải nói là các cái học sinh ngành kỹ thuật công nghệ thì 100% là các em mới có việc làm ngay khi các ra trường, đặc biệt ngành cơ khí thiếu rất nhiều. Là trường nghề có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy lý thuyết và thực hành. Nhưng hiện nay, trường gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh. Theo công suất, mỗi năm nhà trường có thể đào tạo được từ 1.000 đến 1.500 sinh viên đối với khóa dài hạn, 4.000 đến 5.000 học sinh khóa ngắn hạn. Nhưng trong thực tế, số lượng tuyển sinh của khóa dài hạn chỉ đạt 1 phần 10 trong chỉ tiêu, nghĩa là hơn 100 sinh viên. Còn đối với đào tạo nghề ngắn hạn, chỉ tuyển được 1.000 người. Để ứng phó với những đã mở những khóa đào tạo ngắn hạn cho công nhân của các công ty, tập đoàn và xem đây là một giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh hiện nay. Trường nghề thì khó tuyển sinh, trong khi nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề tại các doanh nghiệp lại thiếu. Đây quả là bài toán khó cho các trường nghề và cả các doanh nghiệp. Chương trình là giữa kết hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường là từ năm 2015. Đấy, thì cái chương trình là kết hợp để mang lại cái lợi ích cho cái tay nghề rồi cũng như cái sự hiểu biết của học sinh rất là tốt. Các cái doanh nghiệp nước ngoài bây giờ là vào Việt Nam cũng khá là nhiều, người ta cũng nhu cầu, người ta cần công nhân cũng khá là nhiều. Đó nên là có những bạn học sinh thì bạn ấy muốn là phải làm ở những cái công ty nước ngoài, nhưng có những bạn học sinh thì người ta muốn làm ở những cái môi trường nó năng động để người ta trao dồi thêm những cái kinh nghiệm để người ta có thể sau này tự đứng lên làm chủ. Đó. Thì tôi nghĩ là cái thị trường lao động về các công nhân trong ngành cơ khí là cũng thiếu. Đơn giản như doanh nghiệp nhỏ như của tôi như thế này thôi, nhưng mà cũng liên tục tuyển, cũng khó khăn trong cái vấn đề về tuyển lao động. Do cái quy mô của mỗi doanh nghiệp khác nhau, do cái điều kiện hoàn cảnh khác nhau, nó dẫn đến cái việc rằng là cái sự phối hợp nó cũng sẽ khác nhau. Và điều này đòi hỏi là về phía nhà trường phải có sự nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ trước khi mà đặt vấn đề mình hợp tác một doanh nghiệp nào, thì mình có một cái quá trình hợp tác với nhau. Và bản chất là những người trong ngành, bởi vì đôi khi thế này, có thể là các anh ấy về quy mô doanh nghiệp hay là về cái thời gian các anh không đáp ứng được thì rất khó có thể hợp tác, mặc dù có thể là các anh ấy cũng rất quý mến và rất có tâm với ngành với nghề, nhưng ngược lại là thời gian không có, hoặc là cái người có thể đóng điều kiện đóng góp và chia sẻ thì người ta lại hay đi công tác chẳng hạn, thì đấy là một trong vấn đề bất cập. Thực tế cho thấy vấn đề vướng mắc ở đây không chỉ nằm ở mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà trường theo quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 52 Luật Giáo dục Nghề nghiệp, mà còn nằm ở nhiều yếu tố. Nguyên nhân lớn nhất là do cái việc mà chỉ đạo vĩ mô của chúng ta đấy, nó không tốt. Bởi vì là trong cái nền công nghiệp như chúng ta hiện nay, chúng ta đang là công nghiệp 2.0 và 3.0 ở cái thế hệ thôi. Thì chúng ta đều biết rằng là cái nền công nghiệp đó nó sẽ đòi hỏi là khoảng tầm 70% là phải lao động chân tay. Chỉ có từ 30% trở nên gì đó là lao động kỹ sư bậc hệ kỹ sư trở nên thôi. Thế mà chúng ta thử xem, chúng ta để đào tạo kỹ sư nhiều như thế thì tất nhiên nó phải thừa. Và đã vào đấy thiều thì dưới này nó phải ít người. Đấy là đào tạo vĩ mô, đấy là cái vĩ mô nhà nước. Nhà nước phải quy định chỉ tiêu. Chúng ta có 1.000 sinh viên thì chúng ta chỉ đưa khoảng 300 sinh viên vào đại học thôi, còn nữa thì phải kỹ thuật vào nghề dưới. Để giải quyết bài toán này, nói cách khác là để gắn kết trường và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đặt ra yêu cầu
các doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu lao động để bộ phối hợp với các trường đào tạo sát nhu cầu. Việc này từng địa phương. Song nhiều doanh nghiệp từ chối phản hồi vì nước ta không có chế tài nào buộc họ phải tuân thủ. Chính vì vậy, có thể nói khó khăn trong việc triển khai luật giáo dục nghề nghiệp không chỉ nằm ở cơ chế, chính sách mà còn nằm ở trong ý thức xã hội. Khi tâm lý trọng bằng cấp vẫn còn nặng nề, khi mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn lỏng lẻo, thì thực trạng trường nghề không tuyển sinh được, trong khi thị trường luôn khát lao động, có kỹ năng nghề như hiện nay sẽ vẫn còn tiếp diễn. Chương trình Cuộc sống và Pháp luật kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.